chức bóng đá. Thế là được doanh nghiệp người ta tài trợ cho đi một số diễn ASO bóng đá đi vào ở ngoài miền Trung, tài trợ cho hết cả resort và tài trợ cho xong hôm nay đi hát ở đâu được đâu 100 triệu. Thì chương trình đã mang lại xong đi phát khoản từ thiện, nhưng quay còn lại nó cái số tiền đấy nó số ít là ăn tiêu hết, còn đúng 5 triệu. Đang nhớ 100 triệu làm từ thiện ấy, còn đúng 5 triệu. Thế cuối cùng là hôm sau là thôi, mấy một số người mang cái số tiền đấy ra là làm từ thiện, nhưng mà một số người bỏ ra 2-3 triệu mua một đống mì gói thật to lắm để phát xong chụp ảnh coi có làm từ thiện. Anh thấy cái đấy nó không đúng, em hiểu không? Ta phải từ hồi đó anh không tham gia mấy cái việc như thế nữa, em hiểu không? Cái đấy là anh thấy nó tự nhiên mình cứ chạy lòng tự nhiên đấy, mình cũng trong cuộc đấy thì mình cũng là người một phần trách nhiệm trong đó, mình cảm thấy không đúng. Thì là sau này anh tránh, thì anh không muốn gần những cái thứ hai là anh người viết nhạc, anh muốn tận hưởng sự cô đơn. Còn vui thì anh đã có những niềm vui, những người bạn thân của mình, gia đình rồi, những người bạn thân trong cái giới khác. Bây giờ thứ hai là trong cái giới văn nghệ sĩ có cái là anh nếu mà trao đổi với nhau như các bạn trẻ bây giờ, anh thấy các bạn hay lắm, các bạn trao đổi với nhau âm nhạc là nói về âm nhạc rất nhiều sự tích cực và đóng góp. Nhưng mà ngày xưa bọn anh đi ngồi với nhau những cái sau cái giờ hát ấy, là cứ mang cái chuyện của người khác nói xấu người này kia, anh lại cảm thấy không vui và nó không mang lại lợi ích cho anh người viết nhạc. Trong khi đó anh ra ngoài thậm chí là anh tiếp xúc với cả một cái người bán hàng, bán vé số cái gì đấy, thì đôi khi cái góc nhìn của mình ấy, anh có giải thích bằng bài hát. Thì chơi trên Facebook thì anh rất thoải mái, anh tính hài hước. Tại vì sao? Anh có bị hồi xưa anh bị trầm cảm thời gian ấy, là vì anh không có ai để nói chuyện, không phải không có người nói chuyện, cũng không có người phù hợp. Thế là sau lúc mà anh bắt đầu có cái ứng dụng live stream thì bắt đầu lúc anh đánh đàn thì vài người vào nó nói không hay thì anh tìm cách đối đáp lại. Thì cái anh chưa vững mà anh lên anh hài hước vui vẻ thì chính cái đấy là một trong cái nuôi dưỡng tâm hồn để anh luôn luôn trẻ trung, anh vui vẻ hài hước để anh có cái động lực. Thì nhờ đó anh viết nhạc nó thoải mái, thì chính nhờ anh hài hước vui vẻ thì các bạn trẻ này, các bạn rất thích anh. Mà đặc biệt là bạn bằng cầm thì các bạn trẻ bây giờ các bạn mà về rapper underground các bạn rất thích cái kiểu phong thái, thì các bạn lại muốn tiếp xúc giao lưu ngay. Thế ngày xưa chính một thời gian là anh không biết tiếp cận với cả những cái producer bên ngoài, cũng nhờ lúc mạnh lên anh kiểu như trêu đùa đấy, thì các bạn gần anh thì là anh kết hợp một số người, ví dụ như thay đổi phong cách hát nhạc remix ở vũ trường. Như ngày xưa anh chỉ hát nhạc chậm nhạc buồn, thế là anh đã hát ba vũ trường nhiều hơn. Thế gần đây thì có một số bạn là cũng muốn mời anh hợp tác chung chẳng hạn, làm thì chắc có thể thời gian tới làm chung đấy cũng làm cái mà cho anh. Thì anh sẽ thay đổi cả cái tư duy về cái dòng nhạc luôn, thì sau này anh sẽ không viết nhạc ballad chậm buồn nữa. Nếu ballad chậm buồn anh sẽ viết về đề tài về âm nhạc, về tình yêu quê hương đất nước, nhưng mà anh sẽ trải nghiệm những cái phong cách của các bạn trẻ, âm nhạc mới mẻ hơn. Thế nhiều lúc anh chơi Facebook đấy, anh có lợi anh là khi anh đi hát vũ trường, nhiều lúc anh đứng trên sân khấu hát, thực ra đứng trên sân khấu hát chỉ khoảng 20-30 phút thôi, nhưng nếu mà hôm đó ngoài cái lúc mà cái vấn đề kiện cassette thì không nói, ít thì nhiều thì đấy là do sự thỏa thuận. Nhưng mà hôm đấy khán giả người ta hết mình, người ta vui mình thì hôm đấy mình vui hết mình. Còn khán giả mà người ta cứ uống rượu, người ta cứ đơ, người ta nhìn mình là chỉ hát 1-2 bài cái người nghệ sĩ sẽ cảm thấy bị hòa. Nhưng mà anh cũng muốn lại đến nơi là người ta cứ ôi chú mạnh các thứ, người ta đùa giỡn. Thế nhiều lúc anh hát cái bài đến bài cuối ấy, anh nháy nháy bảo vệ và tôi cho khán giả lên sân khấu nhảy, thế là leo hết lên sân khấu nhảy loãng này lên. Thế thậm chí anh đang hát này có lúc anh mệt, khán giả hát một là tôi đưa khán giả hát dùm đỡ mệt. Thế là cũng mình không phải thuê nhóm nhảy trong múa đó, khán giả ủng hộ cho mình, thế là nối nhạc và nó rất thuận tiện công việc của mình. Và nhiều cái vũ trường văn ba anh hát đấy xong anh xuống, tại vì anh ở đây nói thật trong này thì anh uống bia uống rượu anh rất hạn chế, anh không uống bia uống rượu. Thuốc lá ngày xưa lúc nhỏ cũng hút, anh cũng bỏ. Thế đến khi có đợt mà anh cũng bị chết có thì là lúc trước khi sinh mệnh cầm ấy, anh cũng hút khoảng 2-3 năm. Thế nên khi sinh mệnh cầm thì lúc anh mở con mình toàn mùi sữa thơm, mà tay mình toàn mùi thuốc lá, thì mình thấy ngược anh bỏ luôn, anh không hút nữa. Thế nhưng cách đây khoảng độ chừng đợt Covid ấy, là anh bị chết ở nhà, anh hút lại. Thế là hút lại, nhưng mà gần đây anh cũng bỏ mệnh cầm ấy. Con anh cũng bảo là cố bỏ thuốc lá ấy. Bảo anh nhiều lần, người sinh mệnh cầm bảo chứ sau này con không hỏi mẹ thuốc lá ngừng, bảo sĩ sức khỏe bảo xong thì con không, con sống bác sĩ để bố ốm đau con chữa. Thế là anh cũng đây có động lực thì anh bỏ một lần rồi, nhưng mà tại vì anh đi tiếp khách, mỗi lần anh đánh đàn cho các bạn, anh quán nhậu ấy, các bạn hút thuốc anh hút lại. Thế gần đây anh cũng vì anh muốn mạnh tầm quyết tâm giờ thì anh cũng bỏ bớt, tất nhiên anh đang bỏ thuốc lá rồi, anh cũng tặng một cái thuốc lá điện tử để cho bớt, sắp tới anh sẽ bỏ. Thì cũng làm cái là động lực tốt, nói chung là mình cũng vì con người gái rất là nhiều. Kèm cầm lúc mà đi thi nhạc viện á,
không biết cầm cái vừa đến đề như khóc như thế, cầm khóc rồi nghiến răng nghiến lợi các thứ. Thế là anh cũng quen, mà tính anh thì anh trong cái lúc ấy, anh cũng hay đùa dai, tức là anh cứ nửa đùa nửa thật. Anh cứ cảnh em mạnh cầm này, anh dạy đàn ấy, mặc dù anh trêu nó nhưng mà anh cứ giả vờ anh cười ấy. Em nhớ trong bụng này, xong nó nghiến răng nghiến lợi, anh tủm tỉm anh cười. Thế có lúc bắt đầu nó bảo nó cầm nó bật lại ấy. Thế anh thấu là anh cầm xanh ập trong cốp phát vào đầu. Thế nhưng mà anh nghĩ anh cũng thương con. Mà thật sự như mạnh cầm có lúc một lần bé anh dạy đàn, thế nào lúc đó là vậy, lúc đó tại anh chết và anh cũng không hiểu là tâm trạng con mình đang chết, anh cầm do hai anh vụt. Thế là mạnh cầm bây giờ nga bỏ luôn, mà bố đánh con không học nữa, thế vào phòng đóng cửa lại luôn, khóa cửa lại không cho vào. Thế về sau anh nghĩ này, anh cũng xin lỗi con. Còn có một lần đấy, anh buồn cười lắm, ngày xưa là anh vợ anh đi đâu anh gọi không được, mà vợ anh thương con lắm, vợ anh gọi không được. Thế xong anh ấy giả vờ anh mang mạnh cầm đánh như thế này, đánh anh lấy cái son ấy, anh bôi cái hình mà cái con lươn mà bị roi vụt ấy, cái tím mầm ấy, anh bôi xong anh chụp anh gửi cho bọn anh ôm mày đánh thằng này chết. Thế là gọi gào lên, đã xin lỗi vợ chứ mày giết con tao à, mày giết con tao à. Thế này lại chụp cái hình là mạnh cầm nó đang cười hề, nó đang bôi son anh gửi cho anh. Thế là về tí cho bọn anh về. Xe của nó ở đâu rồi? Thật ra là con anh thì anh ấy nên dùng cái bản chất mới với con rất là lành. Thực ra kể cả anh cũng hay nói vậy với bạn, nhưng mà con anh ấy nó không nói vậy với bạn là nhiều. Thực ra anh bảo là thực ra cái chuyện nói vậy nó bạn cũng xấu, nhưng phải biết để phản kháng. Quan trọng là nói với ai, nói khi nào và nói ở đâu. Chứ nhiều lúc bố mẹ dạy con ngoan quá, và đến khi mà bạn bè bắt nạt không có sự phản kháng ấy, thì đôi khi nó bị stress rất là nặng. Anh chỉ sợ là trẻ con bây giờ là rất dễ bị stress. Bởi vì tại sao biết cái thời của anh ngày xưa ấy, mì tôm mình đã thấy hạnh phúc rồi. Vì nếu sự mà bác sự thiếu thốn mọi thứ, rồi hay khi là có món đồ chơi nhỏ làm ra cảm hạnh phúc. Nhưng bây giờ trẻ con bị tiếp xúc với cái mạng từ mạng xã hội này rất dễ bị stress. Chỉ cần ấy, thì cả bản thân mình là người lớn đó, nếu mà chẳng hôm nào lúc mà vào wifi mà chậm 2-3 phút không thì mình đã bực mình. Nó rất dễ gây stress, hay là cái mạng xã hội chạy không nhanh các thứ là mình đã bực. Thì trẻ con cũng bị tại vậy, nó đang chơi game này mà tự nhiên bị ngắt quãng, nó rất dễ bị stress. Nếu bố mẹ mà không hiểu về cái vấn đề đó lại tạo áp lực cho nó thì dễ stress. Giống như là ở gần nhà anh có cái bạn kia là bạn cũng chơi game, bố mẹ cãi nhau nhiều, bạn stress gây rất là tiêu cực cho bạn mẹ. Thì sau này là trước vợ anh chồng ấy thì mình hay cãi nhau, thế về sau này anh cũng hạn chế. Và thứ hai là vợ anh là quan tâm rất nhiều con gái rồi. Vậy cái con gái kiểu làm sao để giữ được những mình bảo vệ bản thân nè, kiểu như là với lại em có kiểu thoải mái với việc con gái đi diễn ở vũ trường bao không? Thực ra là cầm cũng không có ít show diễn ở vũ trường với ba, thì cầm cũng chưa có phù hợp, vì cũng chưa phù hợp lắm ấy, tại vì cầm đang làm cái thể loại cho các bạn học sinh sinh viên ấy. Thì anh cũng nghĩ là hiện tại thì cầm chưa có đi diễn ở mấy cái chỗ đó. Có thỉnh thoảng có một cái vài cái quán của bạn anh hôm đấy hay chưa còn ở chỗ đường năm Khởi Nghĩa, thì anh có diễn cùng thì anh đến đấy, nhưng mà cầm diễn không phù hợp. Bởi vì thực ra anh đi diễn ba mới có những ca sĩ diễn ba rất phù hợp, có những ca sĩ thì chỉ diễn cùng chàng phù hợp thôi. Nhưng anh thì là anh lại được cái đa năng hơn một chút, đó là anh diễn ba cũng phù hợp nhưng cùng chàng, nhưng để cái sân khấu lớn như mấy cái hồ thì anh chưa nghĩ anh phù hợp. Bởi vì diễn cái chương trình như đấy thì cầm lại phù hợp, bởi vì sao? Cầm có một ekip nhóm múa nhóm nhảy để cùng hỗ trợ. Đứng cái sân khấu lớn như anh thấy ngoài trời đấy mà anh đứng anh không có nhóm múa nhóm nhảy sẽ bị rất là như là nhạc chậm bây giờ thì anh không phù hợp. Nhưng nếu sau này mà anh có thể hát nhạc nhanh thì anh cũng phải có nhóm múa nhóm nhảy, thì lâu lâu để đi diễn một bài cho vui, thì để lâu lâu đấy để cùng tham gia vào chương trình đó của anh thì anh có thể anh tập lúc nãy cũng đi tập nhảy cho nó thoải mái. Tập một ngày anh mới tập được có khoảng độ chừng 2 tuần anh giảm mấy cân. Thay vì để động lực đấy, các bạn nhảy của đang dạy cầm đấy, sáng anh đi tập một tuần đi tập mấy ngày thì anh giảm được cân. Với cả thứ hai là anh cũng đang viết nhạc mới ấy. Có thể trong MV đây anh tập một vài động tác cho nó vui.